việc mình tự tay để mình nấu mâm cúng ngày Tết sẽ thể hiện được cái sự thành tâm của mình và cũng như là ý nghĩa hơn, phải không mọi người? Chào mừng mọi người đã đến với kênh Món Chay Thanh Minh. Mâm cơm cúng ngày Tết không đòi hỏi phải quá cầu kỳ, tuy nhiên vẫn cần sự chăm chút và thành tâm. Mâm cúng chay cần phải có đủ các món, món canh, món xào, món mặn và món tráng miệng, đầy đủ hương vị, sắc màu, thì mâm cúng chay của mình sẽ thêm phần trang trọng, hài hòa và đủ chất. Ngày hôm nay, Thanh Minh xin được giới thiệu với mọi người một gợi ý mâm cúng chay ngày Tết với các tiêu chí cơ bản là không cầu kỳ, ai cũng có thể làm được, lại ngon miệng và đẹp mắt. Bây giờ Thanh Minh mời mọi người cùng vào bếp để thực hiện ngay với Thanh Minh nha. Để cho nồi canh khổ qua hầm được thơm ngon hơn thì ở đây Thanh Minh đã dùng các loại rau củ và nấm có sẵn ở nhà để mà mình hầm nước. Và ở trong nồi này thì Thanh Minh đã cho vào đây cà rốt mà lúc nãy Thanh Minh chuẩn bị cho phần nhân chả giò còn dư. Ngoài ra thì trong này Thanh Minh cũng đã cho thêm vào nấm đông cô tươi và một đoạn nhỏ hành ba rô để cho nước của mình được ngọt. Bây giờ Thanh Minh cho nước vào và mình bắt đầu hầm nước ngọt nha. Bởi vì Thanh Minh có sẵn những cái loại củ và nấm này nên là Thanh Minh dùng để hầm nước. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng các loại củ khác để mà mình hầm nước ngọt, như là củ cải trắng, su su hoặc là bắp cũng được, cũng rất là ngon. Bây giờ Thanh Minh sẽ nấu nồi nước này với lửa nhỏ để cho củ và nấm ra chất ngọt nha. Nồi nước hầm của Thanh Minh đã hầm được 30 phút rồi. Nếu mà mọi người có thời gian thì mình hầm lâu hơn nha. Hầm càng lâu thì cái nước của mình sẽ càng ngọt. Còn nếu mọi người không có thời gian thì mình hầm 30 phút là được rồi. Bây giờ thì Thanh Minh sẽ vớt cái phần cà rốt và nấm ra nha. Rồi bây giờ Thanh Minh sẽ để cái này qua một bên nha, tại vì mình sẽ không sử dụng. Nhưng mà mọi người cũng có thể tận dụng mình ăn với kho quẹt cũng rất là ngon. Phần nước hầm thì mình đã có rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần khổ qua nhồi nha. Phần khổ qua nhồi thì ở đây Thanh Minh đã chuẩn bị là khổ qua và phần ruột nhồi. Khổ qua thì Thanh Minh sẽ chuẩn bị cái loại khổ qua rừng hay còn gọi là khổ qua đèo. Khổ qua rừng thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi và nó có gai nhiều hơn là khổ qua bình thường ha. Cái khổ qua này thì Thanh Minh đã cắt một cái đường nhỏ và lấy hết ruột bên trong rồi. Nguyên liệu để làm phần nhân nhồi thì ở đây Thanh Minh đã sơ chế sẵn. Nấm mèo Thanh Minh đã ngâm nở và cắt nhỏ như thế này. Đây là tàu hũ ki, Thanh Minh cũng cắt nhỏ. Đậu hũ mà mình mua về thì mọi người mình nhớ là mình sẽ ngâm với nước nóng pha một chút muối, hoặc là mình luộc và bỏ một chút muối vào thì cái đậu hũ của mình, thứ nhất là nó sẽ sạch, thứ hai là nó sẽ dẻo và ngon hơn. Xong rồi thì mình phải ép đậu hũ của mình ráo nước nha. Đây, miếng đậu hũ của Thanh Minh rất là ráo nước. Còn đây là hành ba rô. Hành ba rô này mình cắt nhỏ và cho vào phần nhân để tạo thêm màu sắc bắt mắt. Để làm cái phần nhân này cũng rất là đơn giản. Với đậu hũ thì mình sẽ bóp nhuyễn. Đó, mọi người thấy không? Cái đậu hũ của Thanh Minh đã ép ráo nước, nên là khi mình bóp ra như thế này thì nó rất là tơi. Và khi mà mình nhồi ruột của khổ qua thì nó sẽ dai và ngon hơn. Giờ mình sẽ cho luôn phần nấm mèo và tàu hũ ki vào. Hành ba rô thì mình cắt nhỏ như thế này nè mọi người, mình cho vô luôn nha. Có hành ba rô vô thêm thì cái nhân của mình nó rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình nêm vào đây là một muỗng cà phê hạt nêm chay và thêm một ít tiêu cho thơm. Mình trộn đều tay cho cái gia vị của mình thấm đều nha. Rồi bây giờ mình chỉ việc là nhồi cái phần nhân này vào trong khổ qua thôi. Bởi vì cái khổ qua của mình rất là nhỏ nên sẽ hơi khó nhồi một chút nha mọi người. Nhưng mà sử dụng cái trái khổ qua nhỏ như thế này thì mình sẽ hầm được nguyên trái. Thì cái canh của mình nấu xong nó sẽ rất là đẹp. Mình cho nhân vào vừa đủ như thế này thôi nha mọi người. Tại vì trong cái phần nhân của mình nó có tàu hũ ki nữa đó, nên là mình nấu á, nó sẽ còn nở ra nữa. Mình mà cho phần nhân nhiều quá thì khi mà mình nấu ra nó sẽ bị bung cái phần nhân, không có còn đẹp nữa. Xong
Sau khi chuẩn bị xong cái phần khổ qua nhồi thì Thanh Minh sẽ bật bếp để cái nồi nước hầm lúc nãy mà Thanh Minh hầm đó nó sôi lại. Khi sôi rồi thì mọi người sẽ nêm nếm gia vị vào trong đây nha. Nồi nước của Thanh Minh đã sôi rồi, Thanh Minh cho vào đây là 2 muỗng cà phê hạt nêm, khoảng 1 muỗng cà phê đường. Thanh Minh đã đong sẵn nước mắm chay, ở đây là khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm chay nha. Bây giờ thì Thanh Minh cho khổ qua của mình vào luôn. Canh khổ qua này thì mình hầm mới ngon nha. Mọi người hầm khoảng 20 phút là được. Và món ăn tiếp theo trong mâm cúng mà hôm nay Thanh Minh chia sẻ sẽ là một món gỏi rất là ngon miệng, chính là món gỏi nấm. Trong mâm cúng của mình đã có món mặn, món canh rồi nè, thì bây giờ sẽ có thêm một món gỏi chua chua ngọt ngọt để cho mâm cúng của mình đa dạng và phong phú nha. Và nguyên liệu để làm món gỏi này thì Thanh Minh đã bày hết ra đĩa này rồi, gồm có nấm bào ngư nè. Nấm bào ngư thì như Thanh Minh đã nói rất là nhiều lần với mọi người rồi đó, thì mình sẽ sử dụng nấm bào ngư xám. Nấm bào ngư xám ăn dai giòn hơn, còn nấm bào ngư trắng thì nó ra nhiều nước, nó không có thích hợp để mình làm gỏi. Và cái nấm này sau khi mình rửa sạch thì mình phải vắt thật là ráo nước nha. Không chỉ riêng cái nấm này mà tất cả các nguyên liệu mà mình dùng để làm gỏi đều phải thật ráo nước, thì khi mà mình trộn gỏi nó sẽ không bị ra nước. Ngoài nấm ra thì Thanh Minh cũng chuẩn bị ở đây là cà rốt. Thanh Minh đã bào sợi nhỏ và vắt thật là ráo nước. Thanh Minh có dưa leo nữa nè. Dưa leo mình cũng sẽ sắc sợi nha. Ngò, chanh và ớt. Mọi người cũng có thể sử dụng các loại rau thơm khác như là rau húng nè, hay là rau răm, mình làm gỏi cũng rất là ngon. Gia vị để mình trộn gỏi thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần đường và nước mắm chay thôi. Nấm bào ngư thì mình không thể ăn sống được, cho nên là mình sẽ mang nó đi xào nha. Ở đây Thanh Minh đã chuẩn bị sẵn một cái chảo dầu nóng rồi. Thì khi dầu nóng thì mình cho nấm vào mình xào, nấm sẽ chín rất là nhanh. Nước trộn gỏi mình cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình tiến hành trộn gỏi nha mọi người. Đầu tiên thì Thanh Minh sẽ cho cái phần cà rốt và dưa leo của mình vào trong thố trộn trước. Sau đó Thanh Minh cho nấm mà mình vừa xào lúc nãy. Cái nấm này thì lúc nãy Thanh Minh xào không có cho gia vị nha mọi người. Tại vì nấm của mình nó đã có cái vị ngọt tự nhiên rồi đó. Còn trong cái nước trộn mình cũng có gia vị rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nước trộn gỏi vào. Thanh Minh cho 2 muỗng canh vào trước nha. Khi mà mình trộn thì mình cho từ từ cái nước trộn gỏi của mình vào nha mọi người. Mình nêm nếm thử, nếu mà vừa rồi thì thôi, còn nếu mà thiếu thì mình cho thêm. Mình để nhiều quá thì sợ nó sẽ bị quá tay. Cái gỏi của Thanh Minh đã vừa ăn rồi nè, thì bây giờ Thanh Minh sẽ cho cái phần ngò của Thanh Minh vào đây và mình trộn nhẹ tay thôi nha. Vậy là món gỏi của Thanh Minh đã xong rồi nè, mình có thể cho ra đĩa được rồi nha. Và để có một món tráng miệng ngon cho mâm cúng chay của mình thì Thanh Minh sẽ chọn món sâm bổ lượng. Nghe tên thôi đã thấy rất là ngon và thanh mát rồi phải không mọi người?
Nguyên liệu để nấu món sâm bổ lượng thì Thanh Minh đã bày sẵn hết ở trên bàn rồi. Đây là ngọc trúc, hoài sơn, ý dĩ, phổ tai, nấm tuyết, táo đỏ, long nhãn và một ống vani để tạo mùi thơm. Và bên cạnh đó, để cho món sâm bổ lượng của mình được ngọt thanh thì Thanh Minh sẽ chọn đường phèn để nấu. Nghe nguyên liệu thì mọi người thấy rất là lạ và phức tạp phải không ạ? Nhưng mà hiện nay thì để mua được các loại nguyên liệu này rất là đơn giản, bởi vì ở ngoài chợ hay là siêu thị đều có bán sẵn các gói nguyên liệu để mà mình nấu sâm bổ lượng. Thanh Minh đã chia sẵn ở đây là hai nhóm nguyên liệu. Nhóm đầu tiên là gồm hoài sơn, ngọc trúc và ý dĩ. Thanh Minh sẽ nấu cái phần nguyên liệu này trước, sau đó thì mới cho cái phần nguyên liệu còn lại vào nha. Đây, mọi người nấu tới như thế này là được rồi. Khi mà mình thấy cái hoài sơn của mình nó chuyển sang màu trong như thế này thì mình sẽ cho tiếp táo đỏ và đường phèn vào mình nấu nha. Mình nấu khoảng 10 phút cho tới khi cái táo nó mềm. Bởi vì trong quá trình nấu thì cái nước của Thanh Minh nó đã bốc hơi đi một ít rồi, nên là bây giờ Thanh Minh cho thêm một ít nước vào nha. Thanh Minh đã nấu được 10 phút và cái phần táo đỏ của Thanh Minh cũng đã mềm rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho tiếp phổ tai, nấm tuyết và long nhãn vào nhé. Lúc này thì mọi người tắt bếp được rồi. Cái ống vani này thì mình sẽ cho vào lúc cuối cùng để cái sâm bổ lượng của mình có mùi thơm nha. Vậy là mâm cúng chay ngày Tết của Thanh Minh đã hoàn thành rồi nè mọi người. Mình sẽ phải tốn một chút thời gian và công sức. Tuy nhiên cái việc mình tự tay để mình nấu mâm cúng ngày Tết sẽ thể hiện được cái sự thành tâm của mình và cũng như là ý nghĩa hơn phải không mọi người. Thanh Minh hy vọng rằng sau gợi ý hôm nay mà Thanh Minh dành tặng đến mọi người thì mọi người có thể dễ dàng nấu những mâm cúng chay thanh nhẹ, đầy đủ chất dinh dưỡng. Thanh Minh kính chúc mọi người và gia đình một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và bình an nha. Hiện tại thì dịch Covid đang diễn biến phức tạp, nên là mọi người và gia đình mình chú ý giữ gìn sức khỏe nha, nhất là trong dịp Tết đến xuân về sắp tới. Thanh Minh cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi kênh Món Chay Thanh Minh. Mọi người đừng quên nhấn like, share cũng như là theo dõi để không bỏ lỡ nhiều món ăn chay ngon trong tương lai mà Thanh Minh dành tặng đến mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau.